Chiều ngày 27 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ nhất về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 2 tháng qua, từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 27 tháng 10, Bến Tre thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 bằng hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua sóng truyền hình Bến Tre, gồm bậc học mầm non, tiểu học và lớp 6 trung học cơ sở. Đối với bậc trung học phổ thông, tổ chức dạy và học trực tuyến. Các bậc học đều thực hiện dạy và học đúng chương trình quy định giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian học trực tuyến được thiết kế không quá 30 phút một môn học và dạy học trên phần mềm công nghệ. Đặc biệt, Bến Tre đã hưởng ứng tốt chương trình sóng và máy tính cho em, giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu thiết bị học trực tuyến của học sinh. Tính đến nay, Bến Tre có 4 huyện đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên được phép cho học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường học trực tiếp và các trường học đã mở đường link giúp học sinh phụ huynh khai báo y tế cũng như thực hiện các biện pháp an toàn y tế như thực hiện 5K, giãn cách giữa các phòng học, giãn cách trong mọi lớp học. Thầy cô giáo đã tổ chức củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh để các em chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa học kỳ. Đối với học sinh từ vùng dịch về hay học sinh trong khu cách ly phong tỏa được ban giám hiệu các trường cho phép học trực tuyến và qua nhóm Zalo. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất nên có kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, nên tăng tiền hỗ trợ giáo viên thỉnh giảng hệ giáo dục thường xuyên. Hiện các trường gặp khó khăn về chỉ tiêu, giải pháp xây dựng trường chuẩn quốc gia, khó khăn trong việc đánh giá chất lượng học sinh, đồng thời đề nghị cho tổ chức dạy và học trực tiếp sớm nhất khi điều kiện cho phép. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao các giải pháp linh hoạt của các trường phổ thông trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, đồng thời yêu cầu đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm để tổ chức dạy học hiệu quả trong tình hình dịch bệnh, phải xây dựng kịch bản phương án dạy học chi tiết từng tháng, tiếp tục cho học sinh lớp 1, lớp 2 học qua truyền hình, xây dựng và chia sẻ video bài giảng cho học sinh, thực hiện đúng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường học thực hiện tổng vệ sinh sau khi địa phương sử dụng trường làm khu cách ly để khi đủ điều kiện thì cho phép học sinh tập trung vào trường học trực tiếp.